Mưa xong một trận rất là lớn. Bây giờ mình đi thăm vườn. Đi thăm vườn với ba mấy kia đây. Dàn bầu này là làm theo kiểu dàn bầu làm biếng. Này là mít Thái Lan. Cuộc sống ruộng vườn thì rất là đơn giản, rau cây trái có sẵn ngoài đồng, cá thì có sẵn dưới ao, chỉ tốn tiền mua gạo thôi, gạo gia vị thôi. Một ngày chỉ cần 5.000 là có thể là có bữa ăn thịnh soạn. Con rạch này bắt nguồn từ sông Hậu, nó chảy xung quanh nhà luôn đó. Con rạch là bao bọc hết ba cạnh đất, miếng đất có bốn cạnh, nhưng mà con rạch này thì nó bao bọc hết ba cạnh của miếng đất vườn. Ngày xưa như vậy gọi là mặt tiền á. Trưa ngày nay ngủ không được. Đối với tôi thì giấc ngủ trưa rất quan trọng. Nhưng ngủ trưa là giấc ngủ tái tạo năng lượng mà. Nhưng mà trưa nay ngủ không được.
Hôm qua xem cái clip bà Nguyễn Phương Hằng tuyên bố là cấm văn nghệ sĩ đến khu du lịch Đại Nam. Trong lòng hơi thất vọng, nhưng mà đó là quyền, mỗi người đều có một cái quyền. Khu du lịch Đại Nam là của bà Hằng, thì bà Hằng không cho một số đối tượng nào đến khu du lịch đó là quyền của bà. Tuy nhiên tôi lại suy nghĩ như thế này, có lẽ là tiềm ẩn đằng sau cái lời tuyên bố đó nó là một cái điều gì đó, một nỗi niềm gì đó, một sự rai rứt gì đó, cho nên bà Hằng bà mới quơ đũa cả nắm đối với văn nghệ sĩ. Không biết là bà có dùng từ lộn hay không, nhưng mà trong lời phát biểu của bà thì tôi nghe cả chữ văn nghệ sĩ, bà dùng từ nhầm. Thế còn ý định của bà chỉ nhắm tới cái giới showbiz, bởi vì chữ nghệ sĩ nó cũng bao quát chứ, văn nghệ sĩ cũng rất là bao quát, riêng nghệ sĩ thôi là đã là bao quát rồi. Là đây với ba mấy kia, là đây với ba mấy kia, con cưng của tôi đó. Ba cưng, ba cưng đi kiếm ba ta. Tất nhiên bà có quyền cấm những người mà bà không thích, và theo tôi nghĩ thì những người mà bà không thích là cái giới showbiz. Ồ, nhõng nhẽo kìa. Rồi bảm lên rồi, nằm yên nghe ba nói chuyện nha. Thì cái giới showbiz thì trong cái chuyện vừa rồi, lùm xùm vừa rồi, thì đúng ra là bà Hằng bà ghét giới showbiz là đúng. Một số anh chị em không liên quan tới mình hùa nhau vô phê phán bà thì bà phải ghét. Tuy nhiên từ cái chuyện đó là cũng cần phải nhìn nhận là một điều, cái thế hệ nghệ sĩ sau này mà nói như vậy thì nó bao hàm quá. Thôi tôi gói lại cái giới nghệ sĩ kể từ thời điểm năm 90 trở về sau này đi. Còn trước kia, cái thế hệ tiền bối của cái giới nghệ sĩ tiền bối trước kia thì không có cái kiểu tai tiếng như bây giờ. Cái nghệ sĩ mà thời xưa mà để tạo nên thương hiệu như Lệ Thủy, Minh Dương, Thành Được vân vân, đó là giới cải lương. Còn giới kịch sĩ thì La Thoại Tân, giới điện ảnh thì Thẩm Thí Hoàng vân vân, đạo diễn Lê Hoàng Hoa, hiếm khi nghe tai tiếng. Cái tai tiếng của những người thời xưa thì cùng lắm là xoay quanh cái chuyện tình cảm. Chuyện tình cảm thì kiểu chia tay vợ cũ rồi yêu người mới vân vân. Nó cũng không có gì là nghiêm trọng. Ôi ba nói chuyện mà sao con khóc. Ba nói chuyện chứ ba đâu có la mắng con đâu. Ôi tội quá, ôi. Nhưng mà kể từ thời điểm năm 90 trở về đây, cái giới nghệ sĩ mà chỉ khoanh vùng ở hai nhóm thôi, là nhóm sân khấu, nhóm điện ảnh,
và nhóm showbiz. Thật ra mà nói tôi không xem giới điện ảnh là ôi khóc quá làm sao mà nói chuyện. Rồi con nói là ôi sao khóc nha con, ôi mẹ đi mẹ bỏ con à. Ôi mẹ đi mẹ bỏ con nhà không buồn à. Rồi ba ra đây ba nói chuyện, ba nói chuyện lớn tiếng không, con xúc động không. Cho mình đi về ha, ha mình đi về nhà ha, xuống đi về nhà. Sao nãy câu chuyện dở dang là do là cúng nó quấy rầy, bây giờ về nhà là mình tiếp tục câu chuyện. Cái giới nghệ sĩ Việt Nam á thì bây giờ nó lẫn lộn tùm lum, có những nghệ sĩ cải lương không phải là showbiz, có những diễn viên điện ảnh nó không phải là showbiz, nhưng mà showbiz thì lại là có cả người mẫu thời trang nói chung chung lại là ở Việt Nam này, cái từ showbiz mình mới hiểu là những người mà tạo được scandal, nó lạ kỳ như vậy đó. Thì từ thập niên 90 trở về trước á thì giới nghệ sĩ ít có tai tiếng như bây giờ, nhưng mà từ năm 90 trở về sau này thì lạ lắm. Có những người hát không ra gì hết á, hát rất là dở, hát lạc giọng lạc tông, thậm chí là cực kỳ dở, thế nhưng lại là bước chân vô trong giới showbiz. Có những người diễn hài thì cũng chẳng ra gì, nó chẳng có một nét nào gọi là kịch nghệ, nhưng rồi tham dự một vài cuộc thi thì kể như chính thức bước chân vô giới showbiz. Rồi thậm chí có nghệ sĩ, có người diễn thì cũng tầm tầm, nhưng nổi tiếng nhờ thân hình bốc lửa, thế là được mặc nhận xem như là người của showbiz. Cái quy chuẩn về nghệ sĩ bây giờ nó không phải như ngày xưa, rối loạn hết. Ngày xưa thì người ta nổi tiếng bằng tài năng thật sự, còn bây giờ nổi tiếng là nhờ nhiều người biết vậy thôi. Mà nhiều người biết thì nó có hai kênh, một kênh đó là thể hiện cái khả năng của mình trước công chúng, thu hút được công chúng. Rồi có người thì là phải cộng vô cái scandal mới trở thành nổi tiếng. Cho nên cái quy chuẩn bây giờ nó không giống như ngày xưa. Có lẽ là giới nghệ sĩ cải lương và cái giới điện ảnh là làm cho công chúng thất vọng về giới nghệ sĩ. Bởi vì đối với công chúng á, phần nhiều công chúng người ta không có khái niệm phân biệt giữa nghệ sĩ cải lương, nghệ sĩ sân khấu kịch, nghệ sĩ điện ảnh, ca sĩ, rồi múa sĩ, là vũ công, là
thân hình sĩ, thể hình sĩ là giới thời trang. Mà công chúng người ta cứ gói chung là thành một cục, cứ hễ người nào biểu diễn nghệ thuật, có 7 bộ môn nghệ thuật, ai biểu diễn nghệ thuật là người ta gọi chung là nghệ sĩ. Thời trang nó không nằm ở trong cái, thời trang nó không nằm trong cái 7 bộ môn nghệ thuật, nhưng người ta vẫn gọi là nghệ sĩ. Tôi nhớ là từ thời điểm năm 1987-1988, bỗng dưng là các đoàn cải lương mọc lên như nấm. Thời điểm đó ai có tiền, ai bỏ tiền ra là thành lập được một cái đoàn cải lương. Đoàn cải lương lớn có, đoàn cải lương nhỏ có. Đoàn cải lương nhỏ thì nó kêu là đoàn bầu tèo. Đoàn cải lương lớn thì ta gọi là đoàn cải lương đại bang, gọi là gánh đại bang. Ban đêm nếu mà chạy xe dọc tuyến lộ quốc lộ 1 từ Sài Gòn mà về tới mũi Cà Mau, tôi bảo đảm là nếu đi xuyên đêm là bảo đảm nội trên trục quốc lộ thì sẽ chứng kiến vị trí đóng quân của ít nhất là 10 đoàn cải lương dọc theo tuyến quốc lộ. Từ năm 87, năm 88 kéo dài đến khoảng năm 95. Kéo dài đến năm 95. Bắt đầu từ năm 96, 97 bắt đầu các đoàn cải lương nhỏ rơi rụng từ từ từ. Rồi là sau đó đoàn nghệ thuật cải lương gần như là sống dở chết dở. Các đoàn lớn cũng không sống được. Và cái thời gian đó, cái thời điểm đó, cái đoàn cải lương đi lúc đầu thì còn hát ở những cái bãi lớn, dần 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 bãi lớn vắng khách, bắt đầu chui vô thôn xóm, vô vùng sâu vùng xa. Những đoàn cải lương lớn thì không, chi phí cao cho nên không vô vùng sâu vùng xa, còn những cái đoàn cải lương bầu tèo là hốc hẻm nào cũng chui vô hết. Thậm chí là khi mở màn có cỡ khoảng 200 khán giả cũng hát. Cái tiền cách xê cho nghệ sĩ cải lương ở giai đoạn đó là nó chia thành nhiều cấp, chẳng hạn như là lương cách xê đờ mi, cách xê cà phê, cách xê nguyên. Cách xê nguyên có nghĩa là thí dụ như bây giờ hợp đồng hát một đêm là tiền cách xê của nghệ sĩ cải lương là 100.000, đúc tới vàng 15.000, 12.000 một chỉ thời điểm năm 90. Nếu tiền cách xê một đêm là một chỉ, khán giả đông thì ông bầu ông sẽ phát đủ lương một chỉ vàng. Nhưng mà nếu tối đêm đó mà cỡ khoảng 300-500 khán giả thì sau khi hát xong ông bầu cũng phát đờ mi, có nghĩa là phân nửa, 100.000 tiền hợp đồng, 100.000 một vai diễn ông phát 50.000. Còn nếu mà đêm đó kéo màn mà chỉ có cỡ khoảng 100 khán giả trở xuống thì ông bầu ông chỉ phát lương cà phê, hợp đồng là 100.000 một vai diễn, nhưng mà khán giả dưới 100 thì ông phát đủ tiền uống cà phê sáng, cho nên gọi là lương cà phê hoặc là cách xê cà phê. Thì có những nghệ sĩ tài danh khi đi hát cho các đoàn bầu tèo tiền hợp đồng rất là cao,
có nhiều khi 4 5 chỉ vàng một đêm hát cà xê. Nhưng mà cái tình trạng khán giả cứ lèo tèo suốt, cứ hưởng luôn lương cà phê suốt, lâu ngày thì cũng đói, 1-2 tháng thì cũng đói. Mà vô trong vùng sâu vùng xa thì làm gì có khách sạn mà ở. Nghệ sĩ tài danh cũng phải che liều che chổng ở dưới sân khấu, rồi ban đêm đói mà, ban đêm xách đèn đi soi nhái soi ít, còn ban ngày tới giờ cơm thì đi tủa nhau đi hái rau muống, đi hái rau dại về luộc ăn, rồi sinh hoạt nhếch nhác, rồi đủ thứ hầm mà lằng. Và những đoàn cải lương bầu thèo đã góp phần làm cho giới nghệ sĩ cải lương bị bình dân quá. Khi vô chui rút trong những cái xóm nhỏ để hát thì người dân người ta chứng kiến có những nghệ sĩ tài danh hâm mộ kéo nhau đi xem coi họ sống ra sao. Ban ngày chui vô sân khấu có nhìn thấy bạn quần tà lõn, nữ diễn viên bạn quần tà lõn, áo ngủ cái này cái kia, lòng thòng phụ tùng lòng thòng lợm thợm, con cái nheo nhóc, rồi đi bắt ếch bắt cá, đi hái rau, rồi thậm chí khi mà tập tuồng lúc rảnh rỗi tập tuồng, lúc nghỉ lao nửa chừng nó chơi nó giỡn, dùng những lời thô tục, những lời tục tiểu để đùa giỡn. Rất nhiều người dân người ta mất đi hình tượng, mất đi hình tượng. Cái phong trào cải lương mọc như nấm, các đoàn cải lương mọc như nấm, nó cũng góp phần làm cho công chúng người ta xem nhẹ cái giới nghệ thuật cải lương. Và nó cũng là một phần để khiến cho cải lương bị dễ chết. Còn bây giờ tới phiên cái giới điện ảnh, cái giới làm phim, nhiều đoàn làm phim thuê địa điểm quay là nhà cửa quán cà phê, hàng trăm người, từ diễn viên chính tới diễn viên phụ, rồi kỹ thuật tiền kỳ các thứ tập trung về quay, xong rồi ăn nghỉ tại chỗ, sau giờ ăn cơm trưa thì cơm hộp, rồi tới giờ nghỉ trưa thì nằm lăn lóc dưới gốc cây, rồi đùa giỡn, rồi nói chuyện với nhau thô tục, ăn bận nhất nhé. Có những người đi xem quay phim đó, trông thấy thần tượng của mình, kéo nhau đi coi, thần tượng của mình quay phim ở điểm A điểm B, tới thì thấy thần tượng của mình đang ngồi nói chuyện kể chuyện chuyện tục tiểu bình dân, nó thất vọng đi về. Trời ơi, trên phim thấy ông đóng vai sống nghiêm túc quá, ông tốt quá, thấy trong phim ở ngoài đời thấy nói chuyện tầm bậy tầm bạ, rồi ăn uống nhếch nhác nhiễu nhão nhậu nhẹt xỉn ca hát la hét. Người ta mất đi hình tượng. Rồi trăng cần
Điều này anh nói riêng với Trần Trần. Tất nhiên tính cách của em, những điều em nói, có những điều em nói đúng. Đương nhiên cũng có những điều em nói sai. Nhưng tất cả những điều em nói là đều nhắm tới cái mục đích là sự thật. Thế nhưng em quên một điều, cái sự thật để cho công chúng công nhận nó phải kèm theo điều kiện chân thiện mỹ. Chân thì chân tình là em đã có, cái thiện em có, nhưng cái mỹ từ em không có. Khi em dùng những lời thô tục thì công chúng người ta ngoài cái nói, ngoài cái người ta suy nghĩ là Trang Trần nói tục, người ta còn suy nghĩ thêm một chuyện nữa là nghệ sĩ nói tục. Mà khi người ta nghĩ tới nghệ sĩ nói tục là nó nghĩ chung, mặc dù là mỗi mình em nói. Chứ còn nếu mở rộng ra những scandal gần đây của giới showbiz này kia nọ, của diễn viên này, của ca sĩ kia này kia nọ nhiều lắm, mênh mông. Nhưng mà tôi chỉ mượn hình ảnh của hai giới để phân tích. Thì do giới nghệ sĩ không giữ mình, không giữ hình ảnh của mình trước công chúng, từ do đó người ta nảy sinh cái suy nghĩ là xem thường cái giới nghệ sĩ. Hay nói khác là người ta nói là cái giới nghệ sĩ nó cũng lơm cơm hơn là những người bình thường. Cũng như cái chuyện của em Duy Nguyễn, tự dưng cái kéo nhau đi ầm ầm. Đó là một số công chúng người ta nói rồi, tưởng sao giới nghệ sĩ nó như vậy. Như vậy thì rõ ràng tiên cách kỹ hậu trách nhân. Việc đầu tiên là anh em giới văn nghệ sĩ, giới nghệ sĩ, trong chuyện này không có giới nghệ văn trong đó. Anh em giới nghệ sĩ phải nhìn lại mình, phải nhìn lại mình. Đã là người của công chúng thì khi xuất hiện trước mặt công chúng, cho dù trên sân khấu, cho dù trên màn ảnh nhỏ, màn ảnh lớn, kể cả ngoài đời thường, khi xuất hiện trước mặt công chúng cần cẩn trọng, cần cẩn trọng. Tất nhiên những điều đó thì mọi người được quyền nói. Tôi là con người, tôi muốn sống chân thật với tôi, ok, đồng ý. Nhưng mà trong cuộc sống này mình cần phải nghĩ tới hai phạm trù, mà hai phạm trù đó có thể tạm gọi là luật chơi. Bởi vì ở trên đời này bày biện ra một điều gì đó, việc đầu tiên người ta nghĩ tới là luật chơi. Luật chơi của xã hội là pháp luật. Phạm trù thứ hai song song với pháp luật là phạm trù đạo đức. Cái đạo đức cũng là luật chơi. Tại vì nếu không có luật chơi, nếu người ta không định ra cái luật chơi thì xã hội sẽ hỗn loạn. Thế thì chính quyền dùng pháp luật, định chế ra pháp luật để mọi người sống với nhau công bằng, sòng phẳng, không ai hiếp ai. Bởi vì không pháp luật thì thiên hạ cứ buồn buồn là chém nhau loạn xị, giết nhau loạn xị. Pháp luật định ra để chế tài những cái hành vi nào đó gây ảnh hưởng tới người khác, gây ảnh hưởng tới xã hội, thì pháp luật có định chế rõ ràng.
từng điều luật cụ thể, từng hành vi cụ thể. Song song với cái hệ thống pháp luật thì nó có cái luật chơi khác, đó là phạm trù đạo đức, cái chuẩn chung của xã hội. Thí dụ một đứa trẻ gặp người lớn không chào thì không vi phạm luật pháp, đâu có vi phạm luật pháp đâu, luật pháp đâu có định ra trẻ nhỏ gặp người lớn phải chào. Nhưng nếu trẻ nhỏ gặp người lớn không chào thì xã hội phê phán đứa bé đó thiếu giáo dục. Thì căn cứ vô đâu để người ta nói đứa bé thiếu giáo dục? Tại vì căn cứ vô cái chuẩn mực chung xã hội. Chuẩn mực chung xã hội đã định ra rằng trẻ nhỏ gặp người lớn phải chào. Nếu bạn dùng ngôn từ để bạn xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác thì pháp luật có chế tài cụ thể, chửi ở mức độ nào thì là vi phạm luật pháp. Nhưng nếu anh nói tục, không nhắm tới ai, anh nói tục một cách đông đổng, pháp luật không có định chế, cho nên pháp luật anh không phạt gì hành vi đó. Nhưng nó lại lọt vô cái phạm trù đạo đức xã hội. Nó lọt vô cái phạm trù chuẩn mực chung của xã hội. Nếu nguyên cái xã hội này người ta cho rằng chửi thề là hành vi thiếu chuẩn mực thì rõ ràng khi anh chửi thề anh không vi phạm luật pháp, nhưng anh vi phạm vô đạo đức. Cho nên các nghệ sĩ phải nhìn lại mình, phải nhìn lại mình, phải làm như thế nào đó để khi xuất hiện trước mặt công chúng với nghệ sĩ phải đẹp, phải đẹp, đẹp từ hình thức tới tâm hồn. Vài lời thế thôi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Chúc mọi người sức khỏe.